Mình không biết là khi anh em vệ sinh nồi tay ga thì anh em sử dụng dung dịch gì để anh em rửa, nhưng mà mình thì cứ tua ba liner mà để tới anh em ơi, nhanh gọn lẹ xịt vô, xong rồi anh em chà chỉ cực chà ngóc mắt này kia anh tí là nó sạch đẹp ở liền à. Clip này mình quay chắc chừng 2 phút à, thì sau khi mà 2 phút mình rửa mình cọ cọ sơ thì mình tẹt nước lại cũng không cần nước áp lực anh em, dễ giờ xịt mình xịt lại là anh em thấy là nó đã khác biệt rồi ha. Những chỗ nào mà nó bám cứng cứng thì anh em chịu khó lấy cái cọ cứng cứng anh em chà thì nó sẽ ra nha, còn ở chỗ nào mềm mềm thì cứ cọ mềm mà chơi thôi. Nói chung là anh em phải quan sát được cái chỗ nào dơ sạch nó như thế nào mà anh em xử lý thôi, quá sạch đúng không anh em. Sau khi mà hỏi xong thì dùng đôi bẩy xịt lại nha.